Đàm Vĩnh Hưng có động thái lạ giữa tin đồn đối diện với án phạt 6 tỷ đồng và bị cấm nhập cảnh Mỹ. Từ ồn ào từ thiện đến lùm xùm ly hôn và mới nhất là thông tin bị Mỹ cấm nhập cảnh, Đàm Vĩnh Hưng trở thành đề tài nóng được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm. Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, mới đây nam ca sĩ đã bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Theo đó, giọng ca nửa vầng trăng đăng ảnh và gửi lời chúc đến phái nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 vui vẻ. Nam ca sĩ không nói gì thêm về những ồn ào đời tư trong mấy ngày qua. Bài đăng cũng được Đàm Vĩnh Hưng tắt tính năng bình luận đối với người lạ. Đáng chú ý, cư dân mạng nhanh chóng soi ra được Jackie Liên Phạm cũng có tương tác với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dưới bài đăng chúc mừng ngày 20 tháng 10, bầu show này đã để lại một bình luận thanks, tạm dịch cảm ơn. Ngoài ra, trên trang Facebook cá nhân của mình, Jackie Liên Phạm cũng chia sẻ lại bài đăng này của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, ngày 16 tháng 10, thông tin bầu show Liên Phạm đã gửi đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ, kết thúc cuộc hôn nhân bí mật 17 năm, khiến dân tình xôn xao. Sau đó, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt cho rằng nam ca sĩ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và đối diện với án phạt lên đến 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được netizen đồn thổi, chưa có căn cứ. Trước lùm xùm đời tư, phía nam ca sĩ từ chối trả lời và cho biết đang tập trung vào những phần về luật pháp. Trên báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 10, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại, chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư, nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp. Được biết, bà Liên Jackie Phạm sinh năm 1954 là một trong những bầu sôi đình đám và nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại. Sau nhiều năm hoạt động, bà Liên Phạm thành lập công ty giải trí, chiêu mộ và cộng tác với rất nhiều tên tuổi đình đám trong làng nghệ thuật. Nữ doanh nhân còn là người chủ trì tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc đình đám với sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ được biết đến là bầu sôi mát tay, bà Liên Phạm còn được xem là người có tiếng nói trong làng giải trí hải ngoại tại Mỹ. Bà có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao tên tuổi như Trấn Thành, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Quang Linh. Không những thế, bà là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh của những người nổi tiếng, đồng hành với họ trong các tour lưu diễn nước ngoài, thậm chí là nhân vật cốt cán trong các bữa tiệc thân mật. Ngoài là bầu sôi, bà Liên Phạm còn mở nhà hàng kinh doanh có tiếng ở bang New Jersey, Mỹ. Về chuyện ly hôn với Đàm Vĩnh Hưng, mặc dù bà Liên Jackie khai không phân chia tài sản vì không có con chung trong đơn, song vấn đề về tài sản và pháp lý liên quan vẫn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Chia sẻ về vấn đề này, một luật sư tại bang California, Mỹ cho biết, việc vợ hợp pháp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói là không tranh chấp tài sản trên đơn ly hôn thực chất chỉ nằm ở mặt lý thuyết, còn thực tế là rất phức tạp vì họ có thể kê khai tài sản chung và xác định phân chia tranh chấp sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong trường hợp Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận không có tài sản chung thì việc ly hôn sẽ được diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn. Bên ngoài, hai đương sự có thể trao đổi với nhau rồi nộp cho tòa mẫu chứng nhận đã trao đổi và thống nhất rạch ròi về các khoản tài sản không cần tranh chấp. Như vậy, tòa án cũng không biết thực chất số tài sản họ sở hữu gồm những gì. Giả sử trường hợp Đàm Vĩnh Hưng phúc đáp đơn ly hôn đòi tranh chấp vì có tài khoản chung, phía này phải liệt kê đó là những khoản nào để tòa đem ra xem xét, vị luật sư này phân tích. Bên cạnh đó, thủ tục ly hôn bên Mỹ cũng khá đặc biệt và khác hoàn toàn so với Việt Nam. Để có thể tiến hành giải quyết, cần có sự xác nhận và đồng thuận của cả hai người. Nếu bà Liên Jackie Phạm nộp đơn ly dị, nhưng phía Đàm Vĩnh Hưng im lặng và không phản hồi về vụ ly hôn với lý do chưa được gia đúng thủ tục pháp lý, thì tòa cũng không thể giải quyết đơn ly hôn trên. Hiện tại, bà Jackie Liên Phạm và Đàm Vĩnh Hưng đang gặp khó khăn khi tiến hành các bước tiếp theo trong thủ tục ly hôn vì khoảng cách địa lý. Không những vậy, thời điểm này, nam ca sĩ cũng không thể xuất cảnh vì phải phối hợp điều tra với cơ quan chức năng về vấn đề từ thiện. Tuy nhiên, vị luật sư này khẳng định, nếu không có tranh chấp tài sản, Đàm Vĩnh Hưng chỉ cần ký một tờ giấy xác nhận, không cần phải tống đạt tận mặt và thông báo đã biết hết sự việc, thì tòa có thể tiến hành xử lý như bình thường.